Hi, chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì theo yêu cầu của bạn thì hôm nay mình sẽ ráp một cái bộ mô hình Lego nhân vật trong phim hình Naruto đến thành nhân vật Kakashi nha các bạn. Thì với bộ Lego này chúng ta sẽ có tổng cộng là 420 miếng ghép nha các bạn. Ok, bây giờ hãy cùng mình khui cái hộp nha các bạn. Thì cho là khá nhiều bạn yêu cầu nhưng mà mình không có thời gian, nhưng mình không ra clip thường xuyên các bạn. Đây chúng ta sẽ có cái tờ giấy hướng dẫn này, mình sẽ show cho các bạn xem nhé. Đây, ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 bước để hoàn thành cái bộ Lego này, nhưng mà đây mỗi bước nó tới 3 tầng các bạn. Đây bạn thấy không, mỗi bước nó tới 3 tầng. Mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách dễ nhé. Okay, đây là bộ Lego chúng ta. Cái bộ này cũng tương đối khá là ít các bạn. Giờ mình sẽ cắt này ra. Nhân vật này rồi, bắt đầu nhận bạn này. Ok, và bây giờ hãy cùng với mình thực hiện lắp ráp bộ mô hình Lego này nhé. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
Thank you.
Thank you.
Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Ok, thì cuối cùng thì mình cũng lắp ráp xong được cái bộ mô hình Lego nhân vật Kakashi nè các bạn. Thì mình đánh giá một chút về bộ mô hình Lego này nhé. Thì đầu tiên các bạn, thì khi mình lắp ráp xong thì nó còn rất khá nhiều mảnh dư các bạn. Và cái thứ hai á, là cái tờ hướng dẫn các bạn, nó có số màu nó in nó không có đúng các bạn. Như là cái màu xám và màu trắng này nó in sai màu các bạn ơi. Cho nên mình phải coi thêm cái hình ở ngoài cái của hộp á, mình mới lắp ráp được các bạn. Ok, nhân vật này cũng khá là đẹp luôn các bạn ơi. Thì nếu như các bạn có yêu cầu mình lắp ráp bộ hình Lego nào thì hãy comment dưới video nha. Và những video sau mình sẽ thực hiện nha các bạn. Ok, thì video mình đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích video này thì hãy để lại một like và một đăng ký. Và ngoài ra mọi người có thể donate để ủng hộ cho kênh của mình, để mình có thể có kinh phí và động lực để làm những video chất lượng hơn nhé. Ok.
Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.